kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Vượt qua thách thức trong nông nghiệp bằng ứng dụng kinh nghiệm Israel. Khởi nghiệp từ đam mê. Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bệnh tay chân miệng gia tăng tại Đắk Lắk. Chế tạo vải từ sữa đã hết hạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6. Hôm qua 5 tháng 11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về nội dung của dự thảo luật cảnh sát biển. Cùng với các vị đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tham gia đóng góp ý kiến. Các đại biểu của đoàn Lâm Đồng cùng với các đại biểu Quốc hội khác đều tán thành vì cần phải ban hành luật cảnh sát biển trong bối cảnh và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế biển đối với Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cũng cho rằng trong luật cần phải quy định rõ hơn nhiệm vụ và quyền hạn của cảnh sát biển khi hiện nay có nhiều lực lượng đang thực thi pháp luật trên biển. Đóng góp ý kiến về vấn đề này, đại biểu đoàn Lâm Đồng cho rằng dự thảo luật chưa phân biệt rõ được nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng cảnh sát biển với các lực lượng khác như kiểm ngư, biên phòng. Nhiệm vụ của cảnh sát biển có chồng lấn với các lực lượng khác hay không? Quy trình về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật trên biển cần phải làm rõ hơn. Việc dự thảo như dự luật chỉ đề cập đến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan là chưa đầy đủ, vì trong nhiệm vụ của cảnh sát biển Việt Nam có việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển và đã được quy định cụ thể tại khoản 2 điều 8 của dự thảo luật. Theo đó, cơ quan tổ chức không chỉ có trách nhiệm mà còn có cả quyền lợi được xác định trong dự thảo luật. Do đó, tôi đề nghị bổ sung vào điều này. Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc của tổ chức và hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam, bảo đảm chế độ chính sách đối với cảnh sát biển Việt Nam, trách nhiệm và quyền lợi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy định về bồi dưỡng đào tạo cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển được thể hiện tại điều 36, cũng nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội đoàn Lâm Đồng cho rằng việc thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ, chính trị cho cán bộ chiến sĩ là cần thiết. Nhưng việc quy định có các cơ sở riêng thì cần xem lại bởi sẽ làm tăng biên chế và chưa phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội. Việc bổ sung tại điều 36 của dự thảo luật có nội dung cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam được đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo của cảnh sát biển Việt Nam. Tôi e rằng trong trường hợp này thì sẽ phình thêm biên chế và đó là gì? Cơ sở đào tạo của cảnh sát biển hiện nay. Tại vì phần lớn là anh em cảnh sát biển Việt Nam từ biên phòng hoặc từ lực lượng hải quân chuyển sang, bây giờ thành lập thêm một cái cơ sở đào tạo cảnh sát biển Việt Nam chuyên nghiệp như thế này thì nó sẽ đạt được một cái bộ máy. Tôi e rằng như thế. Liên quan tới điều 3, quy định nhà nước xây dựng cảnh sát biển Việt Nam chính quy, hiện đại, tinh nhuệ. Các đại biểu cơ bản đồng tình với quan điểm cần thiết phải quy định đây là một lực lượng vũ trang nhân dân. Bởi trong bối cảnh Việt Nam là một quốc gia có diện tích biển lớn, tiếp giáp với nhiều quốc gia khác, thì quy định này sẽ tạo điều kiện để lực lượng cảnh sát biển nâng cao vai trò của mình khi thực thi pháp luật trên vùng biển hợp pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến băn khoăn và đề nghị cần có sự xem xét kỹ lưỡng để phù hợp với hiến pháp, quan điểm của Đảng, Nhà nước và an ninh quốc gia. Sáng ngày 6 tháng 11 tại thành phố Đà Lạt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng phối hợp với Phòng Kinh tế Thương mại, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức hội thảo vượt qua thách thức trong nông nghiệp bằng ứng dụng kinh nghiệm Israel, với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, đại diện ngành nông nghiệp địa phương, cùng các doanh nghiệp nông nghiệp của Israel và Lâm Đồng. An toàn thực phẩm là một trong những chủ đề được quan tâm nhất tại Việt Nam hiện nay. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về an toàn thực phẩm Việt Nam, nguyên nhân chính gây ra các bệnh truyền qua thực phẩm là do nhiễm bẩn vi sinh vật. Việc lạm dụng các hóa chất đầu vào trong nông nghiệp như thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu và phân bón hóa học là những tác nhân chính. Nhiễm khuẩn vi sinh vật có thể được dự phòng và xử lý thông qua việc áp dụng các biện pháp vệ sinh trong toàn bộ chuỗi sản xuất thực phẩm. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất cho vấn đề này là việc thay đổi thói quen sản xuất và thực hành các biện pháp an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Vì vậy, tại hội thảo này, 13 công ty hàng đầu trong nông nghiệp thông minh đến từ Israel đã giới thiệu đến người làm nông nghiệp Lâm Đồng các công nghệ tiên tiến về nước tưới tiết kiệm, công nghệ làm mát nông trại, kiểm soát và điều khiển các chế độ canh tác, và công nghệ chế biến sa thu hoạch, đồng thời trao đổi các kinh nghiệm trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản. Thông qua hội thảo lần này đã nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề liên quan đến sản xuất, chế biến và cung cấp thực phẩm an toàn, tăng tính cạnh tranh của nông sản, nhất là nông sản xuất khẩu trong tình hình thương mại quốc tế ngày càng khó khăn hơn. Hội thảo vượt qua thách thức trong nông nghiệp bằng ứng dụng kinh nghiệm Israel lần này là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Britain Food Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11, bao gồm các chương trình làm việc song phương và hội thảo hoạt động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia Israel trong việc xây dựng mô hình từ trang trại đến bàn ăn đối với công tác an toàn thực phẩm. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực du lịch. Hôm nay 6 tháng 11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng bắt đầu tiến hành đợt kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh của các mô hình du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 11, đoàn tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh của 25 mô hình du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh, trong đó có 3 mô hình tại huyện Lạc Dương, 15 mô hình tại thành phố Đà Lạt, còn lại là các mô hình ở huyện Đức Trọng, Đơn Dương và thành phố Bảo Lộc. Mục đích của đợt kiểm tra là đánh giá quá trình đầu tư cơ sở vật chất, công tác phục vụ du khách đến tham quan thưởng lãm, thực hiện các tiêu chuẩn, quy định để công nhận các cơ sở, mô hình kinh doanh hoạt động du lịch canh nông ở các địa phương, đồng thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình này. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng hướng dẫn thêm về quy trình thủ tục để được công nhận hoạt động của các chủ cơ sở. Được biết hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 23 mô hình được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh công nhận kinh doanh hoạt động du lịch canh nông theo các tiêu chuẩn và quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở kiểm tra thực tế, đoàn sẽ tiến hành đánh giá, rà soát lại để công nhận thêm các mô hình kinh doanh hoạt động du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Sáng ngày 6 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương tổ chức họp báo nhằm công bố các nội dung chương trình mùa hội cỏ hồng Lam Biang năm 2018. Đại diện các đơn vị và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã tham dự. Theo đó, mùa hội cỏ hồng Lam Biang năm 2018 sẽ được diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, 2018, tại đồi cỏ hồng khu vực Hồ Đanh Kia Suối Vàng, thị trấn Lạc Dương, với các sự kiện chính gồm thiên đường hoa cỏ để du khách tham quan chụp ảnh miễn phí, cuộc thi ảnh chuyên nghiệp và không chuyên về Lạc Dương Lâm Đồng, giải đua ngựa không yên, vó ngựa thảo nguyên cỏ hồng và chương trình sắc màu Lang Biang trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Lạc Dương như cà phê Arabica Lang Biang, rượu cần bon Lang Biang, sản phẩm dệt thổ cẩm Đắk Lắk và các nông sản thế mạnh. Tại buổi họp báo, ban tổ chức mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2018 đã trả lời một số câu hỏi mà các đơn vị doanh nghiệp lữ hành du lịch và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đề cập, như các hoạt động bên lề các nội dung, chương trình của sự kiện, công tác gìn giữ không gian đặc trưng cỏ hồng và một số hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình diễn ra sự kiện. Được biết, mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2018 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tôn vinh vùng đất, con người và giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Lạc Dương. Qua đó, xây dựng quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển về du lịch gắn với thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, cũng như đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác liên kết phát triển kinh tế trong lĩnh vực du lịch. Từ đó góp phần xây dựng thêm cho địa phương một sản phẩm du lịch độc đáo. Thưa quý vị và các bạn, tuy không sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, nhưng bằng tình yêu đối với mảnh đất thân thiện và mến khách, Trần Duy Thắng đã chọn Đà Lạt để bắt đầu con đường khởi nghiệp của mình. Trong đó, du lịch dịch vụ là lĩnh vực được Trần Duy Thắng lựa chọn và gắn bó, với mong muốn quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt Lâm Đồng vươn xa ra thị trường trong nước và quốc tế. Sau hơn 2 năm bắt tay thực hiện, ước mơ của Thắng đã thành sự thật khi trở thành đơn vị kết nối, phát triển thị trường du lịch trong và ngoài nước. Từ sự nỗ lực của mình, mới đây Trần Duy Thắng là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Lâm Đồng được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn là doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2018. Từng là một kỹ sư công nghiệp, tốt nghiệp ở trường đại học Kim Ki, Hàn Quốc, nhưng Trần Duy Thắng lại có duyên với lĩnh vực quản lý nhà hàng khách sạn nhiều năm liền. Sau một thời gian học tập và tích lũy kinh nghiệm từ nước bạn, Trần Duy Thắng trở về Việt Nam và bắt đầu con đường khởi nghiệp của mình. Trong đó Đà Lạt là mảnh đất được Thắng lựa chọn và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp Thiên Nhân do Thắng làm giám đốc, chuyên hoạt động trên lĩnh vực du lịch, lữ hành, phục vụ khách du lịch. Cái cơ duyên thì đó là cái đồng đam mê hồi xưa, do đi học rồi là cũng ở nước ngoài cho nên là cũng có thân thiết với bà con đi sang du lịch, thì cũng là bắt đầu từ đó là bén duyên lên. Thì sau khi về Việt Nam là 2013 thì bắt đầu là cũng đi rất là nhiều để biết được cái cảnh Việt Nam, thì thấy là cái nghề du lịch là hợp với mình. Bắt đầu từ đó là tôi cũng phát triển ngành du lịch, thì thành lập công ty thì chúng ta phải có những cái sản phẩm riêng biệt của mình, và thứ hai nữa là làm bằng tâm huyết, và thứ ba nữa là phải làm sao để khách hàng hài lòng từ tất cả các dịch vụ, không những mà cái sản phẩm tour hay là hài lòng về cách phục vụ mà còn hài lòng về cả cái cách chăm sóc. Không tránh khỏi những khó khăn của buổi ban đầu lập nghiệp, nhưng với quyết tâm và sự đam mê đối với lĩnh vực mà mình đã lựa chọn, Trần Duy Thắng đã không ngừng tập trung nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu, sở thích của du khách, để từ đó thiết kế những tour tuyến du lịch phong phú hấp dẫn trong và ngoài nước. Đến nay, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, ngoài trụ sở chính được đặt tại Đà Lạt, hiện nay công ty Thiên Nhân còn mở rộng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như Sài Gòn, Đồng Nai, Hà Nam. Theo tính toán, trung bình mỗi tháng, công ty Thiên Nhân do Trần Duy Thắng làm chủ tổ chức gần 20 tour tuyến du lịch. Điều đáng nói là các tour tuyến tổ chức đều được du khách đánh giá cao. Chúng tôi rất là hài lòng về cái tour du lịch của công ty Thiên Nhân. Vừa là cái trách nhiệm, thái độ phục vụ của nhân viên trong đoàn rất là tốt, và vào chiêm ngưỡng được những cảnh rất là đẹp. Thấy cái giá cả nó cũng hợp lý. Không chỉ tổ chức có hiệu quả các tour tuyến du lịch phục vụ khách du lịch trong nước, sau khi vận hành ổn định tại thị trường nội địa, Trần Duy Thắng bắt đầu chinh phục du khách bằng các tour tuyến du lịch quốc tế. Trong đó thị trường chủ yếu được Thắng khai thác là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Từ sự nỗ lực của mình, mới đây Trần Duy Thắng là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Lâm Đồng vinh dự nhận được danh hiệu Doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2018 do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bình chọn. Trong cái thời gian vừa qua tôi cũng rất là vui vì một doanh nghiệp mới khởi nghiệp của tỉnh Lâm Đồng mà đạt được cái giải thưởng trong 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu khởi nghiệp xuất sắc của cả nước. Tôi dần thấy rằng đây là cái phong trào rất là tốt của tỉnh. Bên cạnh đó, bên công ty du lịch Thiên Nhân cũng là một cái công ty mà cũng có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Đồng thời thành phố Đà Lạt đang có một cái sự phát triển về du lịch rất lớn. Thì công ty Thiên Nhân cũng đã làm trong vòng khoảng 2 đến 3 năm thì đã đưa được một số lượng khách rất lớn về cho thành phố Đà Lạt cũng như tỉnh Lâm Đồng. Có thể nói tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng với sự đam mê, ham học hỏi đã giúp Trần Duy Thắng thành công trên con đường khởi nghiệp của mình, đồng thời góp phần làm đa dạng phong phú các loại hình du lịch dịch vụ phục vụ du khách gần xa, từ đó khẳng định thương hiệu du lịch của đơn vị mình cũng như quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt Lâm Đồng đến với du khách mọi nơi. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chính quyền địa phương cùng với các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc vẫn có chiều hướng gia tăng. Vậy thực trạng, nguyên nhân và giải pháp để ngăn chặn tình trạng này như thế nào? Phóng viên thời sự có ghi nhận sau. Thay vì cấp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa, 16 tuổi Shin Yu Ra Sui ở thôn Đơng Gur Ka Thâm, xã Đà Chais đã phải ở nhà để chăm sóc cho đứa con nhỏ gần 2 tháng của mình. Ít tuổi, kinh nghiệm trong cuộc sống chưa có nhiều nên việc làm mẹ đối với Shin Yu Ra Sui hết sức khó khăn. Khi mà chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn mà lỡ rồi nên giờ phải chịu thôi. Cũng như trường hợp của Shin Yu Ra Sui, trong căn nhà nhỏ, ông Kosa Hà Thành, thôn Đông Mang, xã Đà Chai, chia sẻ với chúng tôi về đứa con gái của mình tên Đơng Gur Ka Thâm, vừa mới lấy chồng khi chưa đầy 16 tuổi. Chưa đủ tuổi kết hôn, vi phạm luật hôn nhân và gia đình đã đành. Có lẽ vì mặc cảm nên hầu như Đơng Gur Ka Thâm, con gái ông thường rất ít tiếp xúc với người lạ. thì có nhắc nhở, nhưng mà giữa hai bên nó nói nó đồng ý nhau thì nhắc nhở thì làm sao được. Chuyện lỡ không đâu có nói gì được đâu. Chuyện lỡ rồi nói sao đó có kịp. Xã Đà Chais, huyện Lạc Dương hiện có gần 500 hộ, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90%. Dân cư ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Cơ Ho, sinh sống bằng nghề nương rẫy, hầu hết thuộc diện hộ nghèo. Theo ngành chức năng địa phương, bên cạnh nhận thức còn hạn chế, thì nhiều trường hợp vụ việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống do hủ tục của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều gia đình dù biết con cái chưa đến tuổi kết hôn nhưng vẫn cho tổ chức đám cưới. Trường hợp tảo hôn thì hiện nay các cháu còn thiểu tuổi, chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, cụ thể là đã vi phạm luật hôn nhân gia đình và theo quy định của Bộ Luật Hộ tịch, để điều kiện để đăng ký kết hôn là nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên, còn nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên. Tuy nhiên các trường hợp liên quan Xã Đà Chais thì các cháu nữ hiện nay là 17 tuổi, còn nam thì một trường hợp là 19 tuổi chưa đủ điều kiện để đăng ký kết hôn. Khi nào các cháu đủ tuổi thì mới đủ điều kiện đăng ký kết hôn. Thực tế cho thấy tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để lại nhiều hệ lụy rất lớn cho gia đình và xã hội. Không chỉ nghèo đói, mắc phải di chứng nặng nề về sức khỏe và giống nòi, mà tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống còn vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2010-2015, toàn tỉnh có hơn 700 cặp vợ chồng tảo hôn, gần 30 cặp hôn nhân cận huyết thống. Riêng trong 3 năm từ 2015 đến nay, qua khảo sát tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 15 xã vùng dân tộc thiểu số, có trên 300 cặp vợ chồng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, tập trung tại địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Nhận thức được nguy cơ của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền cơ sở đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân nhằm ngăn chặn, xóa bỏ hủ tục. Nhưng công tác này hiện còn gặp nhiều khó khăn. Đối với việc ở xã vùng sâu vùng xa này, việc tuyên truyền mà gặp khó khăn, thì ở đây chủ yếu là bà con sống bằng cái công tác quản lý bảo vệ rừng là thu hái cà phê. Thì trong công tác tuyên truyền chủ yếu là đi họp vào buổi tối. Thêm một số những trường hợp mà thanh niên đi mời thành phần họp ở dưới thôn, chỉ là đi một số hộ thôn dân thì không xuống tham gia cuộc họp nên cũng khó khăn. Thì một số hộ gia đình cũng ở lại trong rừng thì đó cũng dẫn đến khó khăn trong công tác tuyên truyền. Vai trò cán bộ cơ sở là một trong những vấn đề mấu chốt và hết sức quan trọng đối với công tác tuyên truyền đồng bào trong việc thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bởi vì là cán bộ ở cơ sở là gần dân nhiều hơn đối với các cấp. Cho nên đòi hỏi cán bộ cơ sở là phải có tâm huyết với đồng bào, có tâm lòng yêu thương thực sự với đồng bào và từ đó thì mới tuyên truyền được. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch thực hiện đề án giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2015-2020, Lâm Đồng sẽ tiến hành khảo sát đánh giá, xác định nhận thức, hiểu biết và nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các quy định của pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình. Biên soạn cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm tuyên truyền bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số nhằm tuyên truyền về hôn nhân và gia đình nói chung, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nói riêng. Xây dựng, triển khai, nhân rộng mô hình điểm, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, tổ chức hội thảo tọa đàm nhằm góp phần giảm thiểu, đẩy lùi hạn chế các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Để tiếp tục thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì trước hết nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ cấp xã lên đến cấp tỉnh, tiếp tục vận động tuyên truyền bằng mọi hình thức, nâng cao vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo mà đang hoạt động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng lên tiếng, cùng quan tâm, cùng tuyên truyền vận động thì chắc chắn là sẽ làm được cái thay đổi nhận thức của đồng bào trong thời gian tới. Rõ ràng, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang là vấn đề lớn của toàn xã hội. với trường hợp như Shin Yu Ra Sui hay Đơng Gur Ka Thâm và rất nhiều trường hợp tảo hôn khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chặng đường phía trước đối với các em là hết sức gian truân, bởi nếu như không có sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng thì cuộc sống của các em sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Trước khi chuyển sang phần tin trong nước là một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Sáng ngày 6 tháng 11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình và tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 cho 175 cán bộ làm công tác văn hóa gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 3 ngày tập huấn, các học viên sẽ được tìm hiểu những vấn đề chung về công tác phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng tư vấn hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình, kỹ năng can thiệp, ngăn chặn bạo lực gia đình, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong gia đình, kỹ năng ứng xử khi các thành viên gia đình có mâu thuẫn, kỹ năng sơ cứu nạn nhân bạo lực gia đình, phương pháp thống kê báo cáo về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở các cấp về văn hóa gia đình và giáo dục đời sống gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nắm được kiến thức cơ bản để nhận diện đầy đủ về tình trạng bạo lực gia đình hiện nay, nhằm có biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời, giảm thiểu nguy cơ nghiêm trọng cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình, hướng tới xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Chiều ngày 5 tháng 11, Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đam Sông tổ chức bàn giao 24 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại 2 xã Đà Rồi Sơn và Phi Liên. Trong đó, xã Đà Rồi Sơn được hỗ trợ làm 22 căn nhà, xã Phi Liên 2 căn. Mỗi căn được hỗ trợ 25 triệu đồng từ nguồn tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng. Ngoài số tiền trên, những hộ được hỗ trợ làm nhà còn được tạo điều kiện vay 25 triệu đồng một hộ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ mỗi căn 5 triệu đồng. Sự hỗ trợ trên đã giúp cho những hộ nghèo ở Đam Rông có thêm điều kiện để vươn lên phát triển kinh tế gia đình, đồng thời góp phần hoàn thiện tiêu chí về nhà ở trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, việc cấp tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như chứng khoán, bất động sản đã được kiểm soát chặt chẽ. Dư nợ tín dụng vào lĩnh vực chứng khoán tăng 1,7% so với đầu năm 2018 và chỉ chiếm tỷ trọng 0,36%. Đối với các lĩnh vực khác, tốc độ tăng cho vay cũng đã chậm lại. Dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản cuối tháng 8 năm nay tăng 5,2% so với đầu năm, thấp hơn mức tăng trưởng chung toàn ngành và chiếm tỷ trọng 7,4%. Theo thống kê, hiện việc vay mượn trên thị trường chứng khoán đa số được thông qua hình thức cho vay cấp, ứng tiền bán trước với đa số các công ty chứng khoán lớn. Lãi từ hoạt động cho vay này đang trở thành một trong những nguồn thu quan trọng nhất. Tuy nhiên, với việc thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thế giới sụt mạnh trong cả tháng 10, hiện đa số nhà đầu tư đã chủ động giảm vay nợ. Bản thân các công ty chứng khoán cũng chủ động cắt giảm hoạt động này. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt trong mùa khô năm 2018-2019, Công ty Điện lực Đắk Nông đã xây dựng phương án để cấp điện ổn định cho tất cả khách hàng. Dự kiến bước vào mùa khô năm 2018-2019, công suất và sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cao. Trong đó công suất điện giờ cao điểm sẽ vào khoảng từ 100 đến 105 MW và sản lượng trung bình đạt gần 1,6 triệu kWh một ngày. Để bảo đảm cấp điện đầy đủ, Công ty Điện lực Đắk Nông đã xây dựng kế hoạch và phương thức vận hành hệ thống điện hợp lý, thực hiện các sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng nhiều hạng mục lưới điện để chống quá tải đường dây và các trạm biến áp phân phối, thực hiện vệ sinh định kỳ, cân pha, sang tải, hoán chuyển máy biến áp phụ tải để tránh quá tải và hạn chế tối đa sự cố lưới điện. Ngoài ra, để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, Công ty Điện lực Đắk Nông cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra các thiết bị vận hành trên lưới điện, hành lang tuyến, lập kế hoạch công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các đường dây, bảo đảm khoa học, hợp lý và hiệu quả. Theo Sở Y tế Đắk Lắk, bệnh tay chân miệng trên địa bàn đang có chiều hướng gia tăng. Ngành y tế địa phương đang triển khai các biện pháp ngăn chặn nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh. Tính đến hết tháng 9 năm 2018, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 500 ca mắc tay chân miệng, riêng tháng 10 có hơn 200 ca. Các bác sĩ khuyến cáo bố mẹ khi phát hiện các dấu hiệu bệnh sớm như sốt nhẹ, chán ăn, buồn nôn, có vết loét ở bàn tay, bàn chân nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời. Song song với cái việc số lượng bệnh nhân tay chân miệng vào viện trong số lượng nhiều thì cái lượng bệnh nhân tay chân miệng nặng cũng nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái và các năm trước. Thì cho đến thời điểm hiện nay thì tại khoa nhi tổng hợp chúng tôi đã có khoảng 20 bệnh nhân tay chân miệng nặng, tức là độ 2B nhóm 2 trở lên, đã phải sử dụng các biện pháp và như gamma Povlin và các biện pháp hỗ trợ và hô hấp và các cái điều trị chuyên sâu khác để điều trị bệnh lý này. Tăng cường tác truyền thông thì chủ yếu là truyền thông của các cái đối tượng là chăm sóc trẻ như bà mẹ, rồi các thầy cô giáo, rồi chúng ta triển khai các cái việc giám sát kỹ càng ở các cái trường học. Đối với lại các cái bệnh ở trong cộng đồng ấy, thì chúng ta cố gắng truyền thông làm sao để cách ly được bệnh nhân, nên là những cái vấn đề đó, và chúng ta sử dụng thuốc để khử khuẩn. Trước diễn biến của bệnh tay chân miệng, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, hóa chất, thuốc, phương tiện để chủ động phòng chống bệnh, không để lây lan trong cộng đồng. Đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chéo tại các bệnh viện, tổ chức lọc bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú và điều trị theo đúng phác đồ quy định. Chính phủ Anh vừa công bố những thay đổi trong chính sách tuyển quân. Theo đó, công dân các quốc gia trong khối Thịnh Vượng Chung có thể gia nhập lực lượng vũ trang Anh dù không sinh sống tại nước này. Bộ Quốc phòng Anh cho biết đã bãi bỏ quy định yêu cầu công dân các nước thuộc khối Thịnh Vượng Chung phải cư trú 5 năm ở Anh mới có thể gia nhập lực lượng vũ trang của nước này. Bên cạnh đó, các đơn đăng ký nhập ngũ từ tất cả các quốc gia trong khối đều sẽ được chấp nhận. Quy định mới được thực hiện theo chủ trương thay đổi quy mô các lực lượng vũ trang của Anh. Theo đó, những ứng viên từ các quốc gia trong khối Thịnh Vượng Chung phải có độ tuổi từ 18 trở lên, nhiều hơn 2 tuổi so với độ tuổi tối thiểu áp dụng với công dân Anh. Tuy nhiên, quy định giới hạn số công dân thuộc khối Thịnh Vượng Chung tham gia vào các vị trí quân sự chiến lược của Anh sẽ vẫn được duy trì ở mức 15%. Động thái trên được đánh giá nhằm giải quyết sự thiếu hụt nhân lực. Lực lượng phục vụ toàn thời gian trong quân đội Anh hiện thiếu khoảng 5,7%, tương đương hơn 10.000 binh sĩ, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Thay vì bỏ đi các loại sữa bị chua, bị hỏng, các nhà phát minh Italy đã tận dụng để tái chế ra các loại vải mềm mại và an toàn với da nhạy cảm. Cô Antonella Bolinas, một nhà sáng chế người Italy, đã phát minh ra cách chế biến vải từ chính những chai sữa bỏ đi, hết hạn. Đầu tiên, cô đun sữa đến nhiệt độ 250 độ C, sau đó thêm citric acid vào để tách biệt phần protein tự nhiên. Đây cũng chính là thành phần dùng để chế tạo ra vải. Casein sẽ được sấy khô thành bột, rồi đưa vào một máy sấy tròn để tạo ra những sợi tơ trông như kẹo bông thế này. Từ những sợi tơ này, cô Bolinas sẽ tiếp tục xe lại thành sợi để bện thành vải. Để chế tạo ra 1 kg bông sợi, chúng tôi chỉ cần dùng ít hơn 1 lít nước so với 1 lít nước để chế tạo ra 1 kg bông cốt tông thông thường. Và đây là một hệ thống máy bện sợi để dệt thành vải. Trung bình một chiếc áo phông chỉ mất khoảng 1,5 lít sữa để chế tạo. Đặc biệt, sản phẩm này còn rất thích hợp với những người có làn da nhạy cảm. Sản phẩm này rất tốt cho sức khỏe bởi thứ nhất, nó được chế biến hoàn toàn từ thiên nhiên. Thêm vào đó, chúng tôi hoàn toàn không sử dụng chất hóa học nào trong quá trình chế tạo. Loại vải này rất mềm mại và thậm chí còn chống được vi khuẩn, rất an toàn cho da. Xưởng sản xuất của cô Bellina cũng hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời, thân thiện với môi trường. Trong tương lai, xưởng sản xuất này có kế hoạch chế tạo tất cả các loại vỏ chăn, gối và cả các loại gạc dùng trong y tế. Công nghệ chế tạo vải từ sữa đã được phát triển từ những năm 1930, nhưng thời đó, công nghệ này còn lạc hậu và chưa được đưa vào diện rộng. Ngày nay, với sự hỗ trợ của công nghệ cao, ngành dệt may đã hoàn toàn hướng tới sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên như dùng trái cây, củ quả để nhuộm màu. Những chiếc áo được chế tạo từ sữa và nhuộm màu bởi các loại trái cây này được bán với giá khoảng 60 đô la Mỹ một chiếc cho người lớn và 40 đô la Mỹ một bộ cho trẻ em. Tập đoàn kinh doanh khách sạn Hilton Mỹ cho biết trong tháng này sẽ trình làng một loại biệt thự 2 tầng ở khu nghỉ dưỡng Conrad Maldives Rangali. Theo Fox News, đây là biệt thự khách sạn dưới biển đầu tiên trên thế giới. Khai trương vào đầu tháng 11 và mang tên Muraka, nghĩa là san hô theo tiếng địa phương Dive ở Maldives. Tòa nhà nằm dưới mặt nước biển Ấn Độ Dương khoảng 5 mét với kinh phí xây dựng 15 triệu đô la Mỹ. Nếu sẵn sàng chịu chi 50.000 đô la Mỹ một đêm, du khách sẽ được thoải mái chiêm ngưỡng cảnh trên lẫn dưới mặt biển tuyệt đẹp của Maldives. Với sức chứa 9 khách, Muraka có một phòng ngủ trên mặt nước và một phòng ngủ dưới nước, liên kết với nhau bằng cầu thang xoắn ốc hoặc bằng thang máy. Biệt thự đặc biệt này cũng được trang bị đầy đủ quầy bar, phòng tập gym, hồ bơi và 48 nhìn ra biển. Du khách có thể đến Muraka bằng thủy phi cơ riêng hoặc bằng thuyền cao tốc từ khu nghỉ dưỡng chính. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.